Trong mười ba anh ba kia thì nói chung cũng như mấy cái phim khác, phim này này thí dụ như phim Gia Đình Là Số 1 là mình là một người phụ nữ là đảm đang việc nhà, rất sợ chồng, rất sợ con. Còn phim này khác biệt, khác biệt, mình trong một người phụ nữ nói chung là cam chịu, sợ chồng sợ con, nhưng mà cái thái độ mình nói là các bạn hiểu rồi ha, coi đi rồi biết nha. Coi có anh ba kia, bà này bà cho tư lệ bà sẽ như thế nào, nói không có hay đâu, coi đi rồi biết, có nhiều điều bất ngờ ngạc nhiên hơn, đúng không? Dạ. Nói chung là bây giờ á, hầu hết là về cái miền Tây á, là Đài Vĩnh Long là cái phim là số 1, nghĩa là bởi vì tất cả những cái game gì được chiếu ở Vĩnh Long là Đài Vĩnh Long cao cao. Nhưng mà khi mà cô Phi Phụng là rất là mừng là khi mà những cái dự án ví dụ như là sitcom hay là cái gì thì tất nhiên là người ta phải đề cử diễn viên, thì khi đề cử diễn viên á, thì đưa cho đài chọn thì mình không phải là sợ bị gặp, tại vì nhiều khi mình nói mình lên sóng truyền hình nhiều quá người ta coi sẽ nhàm chán, nhưng mà hơn cái là người ta chọn mình, cho nên đó là niềm hạnh phúc của người diễn viên, có nghĩa là mình diễn khán giả mọi người thích mình mừng lắm. Không phải là phim truyền hình không mà phim điện ảnh, điện ảnh phim chiếu rạp cũng vậy, năm nay là phim cũng là phim Việt khởi sắc đó, rất nhiều phim được đạt doanh thu cao, trong đó mình cũng năm nay mình cũng hên là phim Anh Trai Yêu Quái mình cũng là dậy sóng, là khán giả họ coi họ cũng thích, ai cũng khen hết. Rồi phim Phá Sương Mù, rồi phim này phim kia, nhiều phim Việt Nam rất là được người ta coi, mình cũng mừng, tại vì phần nhiều mình đi phần nhiều chiếu rạp, phần nhiều ta coi phim nước ngoài chứ ít coi phim Việt, nhưng mà phim Việt mình khởi sắc mình rất là mừng, người ta coi ta khen là mình mừng lắm luôn. Làm điện ảnh Việt Nam sẽ có những bộ phim hay để phục vụ bà con, để bà con quay lại cái phim Việt chứ không có tẩy chay phim rồi đó, đúng đúng. Để mình nói nhiều khi mình sợ mình nhận nhiều phim sẽ cái vai nó sẽ trùng lắm, nhưng mà cũng hơi là mỗi cái vai nó cũng có một cái tính cách như khác nhau, ví dụ như phim Gia Đình Là Số 1 thì là người ta coi người ta gặp mình làm cái mẫu người khác, rồi phim này cái mẫu người khác, nói chung là cũng không bị trùng lắm cho nên mình cũng không sợ. Mặc dù là phiên bản của Hàn nhưng mà qua bên phim Việt Nam mình thì người ta cũng yêu thích. Nói chung là toàn là những cái phim về gia đình thì trong gia đình thì rất là nhiều việc, nhiều chuyện. Còn Anh Trai Quá thì bà Phi Phụng đóng vai bà Tám. Bà Tám là hợp với bà quá rồi. Nhiều khi cô Phụng đi ra ngoài đường, cái mấy người nói chứ cô đừng có đóng vai hiền, cô không thích đâu, cô đóng vai chỉ lộn đó. Rồi nợ cô thích cô chửi người đã lắm. Nói chung là nói là vậy thôi chứ ngoài đời mình rất là dễ mến, dễ thương và rất là gần gũi hòa đồng. Không có chửi gì đâu, chửi gì tao quýnh chết luôn á. Cô ơi, giờ sắp tới đến nơi rồi, bên cô chuẩn bị cái kế hoạch đón Tết như thế nào cô ha? Nói chung là năm nay á, thì cũng như mọi năm thì gần Tết thì lúc nào nhiều sân khấu cũng bận rộn, là mình phải tập tuồng để diễn phục vụ bà con trong mùa Tết. Thì đó cô Phụng cũng đang tập tuồng ở bên IDK. Nhưng mà lúc nào năm nào cũng vậy đó, tập tuồng không bây giờ đủ diễn viên ở trơ, diễn viên chạy xô chỗ này chạy chỗ kia, nhiều khi cái lịch của mình đã có lâu rồi, rồi bây giờ tập mình cũng phải nhín chút. Nhưng mà nói chung tổ cũng thương người là bắt đầu thấy rập, không bao giờ mà xuyên suốt. Nhưng mà khi phúc khảo xong rồi ra diễn rồi đâu cũng hồi đó tổ thương. Cô cái kênh YouTube của team của cô Ngũ Long Du Ký á, thì Tết này cô team của cô có ra một cái sản phẩm nào để phục vụ bà con không? Vài bữa nữa nhóm Ngũ Long Du Ký sẽ đi quay một cái MV ca nhạc Tết, là nói là những người xa quê rồi về quê ăn Tết thì có tiền có bạn này không, nói chung là như vậy đó, là mọi người chuẩn bị là về quê ăn Tết đó. Kỳ này nha, lần đầu tiên trong nhóm Ngũ Long là hài không mà ca nhạc nữa đó nha, mọi người nhớ đón coi nha, Ngũ Long Du Ký. Năm hết tới đấy thì Phụng xin kính chúc cho quý vị tất cả nước luôn, tất cả mọi người là an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an.